Yeah. You know what? Driving school I'm gonna go to. Sam and I am. I need to tell Mark because I'm not going with him. What's the name? Driving 101. Driving 101. Yeah. Wait, do you go to driving school at 15? Yeah, you get your permit at 15. Yeah. You can get your permit now too, right? Yeah. And you can get with. Lấy champagne đi con, trong lấy ly này kỳ quá. Where is that? That's soju. Soju. Where you bought that from? Asian market. Soju, you bought soju. This looks like ice cream. Hey, have you drank this yet? Yeah. Yeah, huh? 15. Smells like apple cider. Andy, drink this. Is it good? I tried it, man. Is it bad? No, it's not bad at all. There's like only 15% alcohol. Drink it, thank you. What are you doing? Một cái đi. Ngứa ngắt đâu cắm được luôn á. Not the bottle. Cắm vô kem đi. Mấy cây? Only do 4 or something. Don't do too much. Four thôi hả? Yeah, thôi cắm hết đi cho anh vui con. Mấy rồi? Just do it all around like evenly. 5, 6. Looks good. 8, 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 8
Shot is a shot, so you do it. All of it, yes, you do all of it. Đi qua đây luôn, đi qua đây luôn. What are you doing? Kéo cái cửa xuống đi. Anh đi kéo cửa xuống cho mẹ.
Có vụ đó nữa hả? Oh, that's so bad. I didn't say it was good. It's like, all right. It has like that apple scent. My lungs burn. Bao nhiêu số? Bao nhiêu? Bao nhiêu số? Bao nhiêu? Bao nhiêu số? Huh? Bao nhiêu số? Oh, that burns your throat. My lungs burn. Sinh 15 tuổi rồi trời, nhanh quá. He can drive now. Huh? Yeah, I can drive. Yeah, she teach me how to drive now. 15 sao được đi? Yeah, permit. Yeah, permit. Hả, cứ có hả? Yeah. Không biết hả? He can go driving school now. Like Andy did. Em làm vậy chạy ra không? I don't. Man, they actually put me in driving school, man. Thì được, được hả? Chưa đó. Yes, it's 15, man. Permit. They should put me in. I'm gonna need your marker. Yeah. No, turn that light right there, whatever it is. The one right there. I blow it all down there. You gonna have my blow you. Happy birthday to you, Andy. Happy birthday to you. Ông ơi hát gì? Happy birthday to Hanson. Happy birthday to you. Mở đèn lên chưa? Mở đèn lên. Ai bỏ nó? Ai? Ông bỏ. Mhm. Chưa hát xong mà. Dạ, hát, không ai hát vậy? No one did. No, được rồi. Good, I'm on board. You're melting it. Andy, cầm chụp hình cho mẹ với Andy. Sideway or vertical? Which way? Sideway? Nằm đứng vẫn được hết á. Rồi, chạy vô đây. Rồi, anh Phương Anh chụp giùm thổi đi đi đã. Thổi đi rồi chụp. Rồi, vô, vô, vô. Anh để cái chụp hình đằng kia đi. Chụp bên chân bên kia kìa. Hay là quay ngược lại đây. Đó sẽ thôi mình để đây. Đây được rồi. When you think you're ready. Rồi, qua đây. Vương Anh chụp xong rồi để chụp hết cả nhà hoặc không được chụp hết cả nhà. Thế mỗi loại gì mà. Hả? Loại gì mà. It's cookie dough. Bro. Thì cái này cắt ra được mà. Ừ, cái này cắt ra được. Thì chụp đó trước cái đi. Chụp trong vô nó trước đi. Không biết con nói là tự video nè, quay cái con chạy lại con ngồi. Xong cái lúc coi lại thì cắt ra thôi. Nếu mà người yêu hay là nếu mà sau khi mình có con muốn làm cái này thì mình sẽ được. Mà quên. Mình thì không. Tại vì mình không thích game. Đâu. Chưa? Nãy giờ có ai nhìn đây đâu? Ai chưa? Rồi. Rồi, nha, để cái đó canh đó đi chạy vô đi. Đâu được rồi. Giống như anh chứ. Gì đó, anh đang quay phim mà. Ủa vậy hả? Rồi được rồi. Rồi không? Rồi, cắt đi. Rồi. Sao? Cắt đi, nhìn nó thôi. Rồi, khoan. Ôi, nhanh lắm. Sao quá à? Giống như là tóc bốc kia kiểu vậy. What's that? Rồi, được rồi. Rồi, cắt hết
xài cái bánh đó. Cái này là ở đâu? Ở trên đây. Rồi. Rồi. Khá là thấy. Cái bé tới này. Cái này rồi. Cái này ngon không? Ừ. It's not just too Em đi đứng cho em đi. Too small, man. Yeah. Yeah, too small. That's good.